Ok, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Raven Gamer đây. Ok, và hôm nay sẽ là một cái clip tiếp tục chúng ta mở hầm đồ cao cấp nha các bạn nha. Ok, thì mình đã chuẩn bị sẵn 10 vé hầm đồ cao cấp rồi. Đây, mình có để trong kho đây nè. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành vô mình vải luôn nha các bạn nha. Thì hầm đồ cao cấp đợt này mình thấy nói chung là nó khá là ok đấy các bạn. Đấy, thì hầm đồ đỏ này mình bỏ qua bên đi, quay đéo ra đâu. Thì trong đây thì có những món khá là đẹp và có những món khá là đáng lo ngại các bạn. Thấy hầm đồ là cũng có một vài món khá là đáng lo ngại rồi. Thì cái mũ này nói chung là mình thấy nó cũng không có đặc sắc mấy các bạn. Thì mình thích kim mà 4 này, kim xe với lại ba lô kim DB28 vậy. Còn những món như đây thì mình có rồi. Nếu mình ra cái chảo với cái dù nữa thì cũng khá là ok các bạn. Đấy. Rồi thì trước khi quay thì chúng ta sẽ thử vận may với cái hòm đồ binh lính trước các bạn ơi. Đấy, chỉ để chứ nữa mình quay phát luôn thì nó hơi ngu người đấy các bạn. Rồi. Ok, thì mình sẽ mở những cái hòm đồ binh lính trước các bạn nha. Đấy, chúng ta phải xả xui các bạn. Mình sẽ mở vài vé xả xui trước các bạn. Rồi. Cầm thêm một phát 2008 đi các bạn ơi. Cho nó hơi người ra. Mình nói các bạn chứ mình có linh cảm là nó sẽ ra một cái mũ hoặc là một cái móc khóa mà. Mình nói các bạn không phải xui chứ nó như thế đó. Rồi cầm mình sẽ hút một phát 10 luôn cho nó nhanh các bạn nha. Chứ để xem mở từng cái thì mất thời gian của các bạn. Rồi thì giờ mình sẽ hút một phát 10 luôn các bạn nha. Rồi thì nó ra cái gì đây. Thì các bạn ra móc khóa rồi. Ui này. Một cái quần này các bạn ạ. Ôi tạch rồi các bạn ơi. Ê, thấy trong mình nó phải ra móc khóa mà. Ui rồi rồi. Chán thế cơ chứ. Ok, và clip mình sẽ để kết thúc tại đây thôi. Các bạn xem clip mình thấy hay cũng đừng quên để lại cho mình một like, share, subscribe, ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.